Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đừng Kỳ Thị Giống Loài, giọng đọc Lãm, chương 28. Thu lại cái ánh mắt của mình, trong lòng của Trang Khanh có chút không nỡ, luôn cảm thấy dáng vẻ của Phù Ly mấy ngày nay có chút không được bình thường. Phù Ly nhảy lên sofa, dường như là chân giảm phải cái tờ giấy gì đó, phát ra cái tiếng kêu sàn sạt. Cậu dùng đầu đụng lên điểm nhựa, một cái quyển sách ố vàng lộ ra. Cậu vốn không phải là yêu quái thích đọc sách, nhưng mà lý tưởng lớn gần đây chính là thi công chức, cho nên dùng bèn móng vuốt lật hai trang. Bên trên là giới thiệu ngắn gọn của một số yêu thú, nội dung còn không nhiều bằng Bạch Viên kể. Cậu đột nhiên mất hứng thú, chuẩn bị gấp sách lại, móng vuốt thỏ không khống chế được lật tới trang sau cùng. Hai từ đương khang dẫn tới cái sự chú ý của cậu, bởi vì khi Cung Bằng nói chuyện với cậu đã nhắc tới yêu thú này. Nhưng mà gần đây không có biết gì về cái loại yêu thú này cả, bởi vì Bạch Viên chưa từng kể với cậu. Chỉ ngắn ngủn có hơn 10 chữ, không nhìn ra được cái nội dung gì. Nhưng cái bức tranh trình độ vẽ mẫu giáo kia làm cho cậu có chút bất ngờ. Con heo này rất giống là Cương Liệt Đại Dương, nhưng nguyên hình của Cương Liệt Đại Dương còn đẹp hơn nhiều, thoạt nhìn cũng không có dữ tợn như thế này. Đường Khang là bội thú, còn có thể mang tới mùa màng bội thu cho nhân gian. Những thứ trồng ở trên núi trước giờ đều do Bạch Hổ Tưởng Lão và Bạch Dương Tưởng Lão quan tâm, còn Cương Liệt Đại Dương chỉ biết ăn cơm, nấu cơm, bày tiệc. Ngoài cái diện mạo có chút tương đồng với thị thú đương khang ra thì thật sự không có chỗ nào là tương đồng cả. Còn chưa ngủ, Trang Khanh đi tới, nhìn thấy Phù Ly đang xem cái trang sách có liên quan tới đương khang, thuận miệng mà nói. Đương khang trong truyền thuyết là thị thú thượng cổ, nếu như ông ta xuất hiện có thể mang tới mùa màng bội thu, hơn nữa còn giỏi múa hát. Nơi mà ông ta hát, cây cọ sẽ tươi tốt, trái cây mọc chồng chất. Nơi mà ông ta nhảy, sự sống dạt dào, sản lượng gấp bội. Cương Liệt Đại Dương hát khàn khàn khó nghe, nhảy múa, chỉ biết lắc mông, dậm chân. Dường như lại cách cái tiêu chuẩn của đương khang xa một khoảng. Huống hồ, với cái tính cách thích chém gió của Cương Liệt Đại Dương, nếu như ông ấy là đương khang, đã sớm kéo cậu lại mà chém gió cả trăm năm rồi, sao có thể không hề nhắc tới cơ chứ? Tu vi của tôi vừa mới thăng tiến, tinh thần còn chưa hoàn toàn vững vàng. Phù Ly ngáp một cái, tôi ngồi thuyền một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Vẻ mặt của Trang Khanh ngưng trọng gật đầu. Trước đây tu vi của anh vừa thăng cấp, tuy rằng tinh thần không tập trung, nhưng không buồn ngủ nhiều như là Phù Ly. Phù Ly biến thành hình người, đẩy cuốn sách bên người ra, một tờ giấy sách rơi ra, rơi xuống lòng bàn tay cậu. Tinh tinh, giống như vượng và khỉ, tai mắt to, không hiểu vạn vật thế gian. Nhưng không thể dự báo được tương lai, nếu ăn thịt của nó có thể đi lại như bay. Dưới cái đoạn thuyết minh này là một cái bức tranh vượng khỉ thẳng đứng, bức tranh vặn vẹo khoa trương như cũ. Phù Ly cầm tờ giấy thật lâu mới kẹp vào cái trang sách, sau đó lại đặt sách lên bàn trà. Cậu sao vậy? Trang Khanh nhìn cái vẻ mặt của Phù Ly không có chút biến hóa nào, nhưng tiềm thức nói với anh rằng giờ phút này Phù Ly không hề vui. Anh đặt sách sang một bên, nói với Phù Ly, những ghi chép vớ vẩn này, cậu đừng coi là thật. Không, anh không hiểu. Phù Ly ôm lấy đầu gối ngồi trên sofa, vẻ mặt u oán. Tôi cho rằng, yêu tu cả núi đều giống như tôi, thân thể trời sinh khiếm khuyết. Nhưng sự thật nói cho tôi biết ra, tất cả đều do tôi nghĩ nhiều, người thật sự khiếm khuyết, chỉ có tôi. Cho tới nay, cậu còn nhớ rất rõ, khi vừa mới tới núi Vụ Ảnh, Bạch Viên trưởng lão vẽ rất nhiều bức tranh cho cậu xem. Nhóc con, nhìn con chim sẻ mà ta vẽ, này giống ai? Giống con chim nhỏ sáng nay nhảy múa trên cây. Đúng. Con nhìn ta vẽ con chim trĩ này, giống ai? Giống chị gái xinh đẹp hôm qua muốn ôm con. Thật thông minh. Con nhìn xem ta vẽ con vượn trắng này giống ai? Giống người. Không sai. Vậy con lợn rừng này thì sao? Giống cái thúc thúc mập mập hôm qua cùng với người mang con về. Mắt con thật là tốt. Ta và Cương Liệt Đại Vương đã thương lượng mấy ngày rồi, quyết định lấy cho con một cái tên. Tên là cái thứ gì? Chính là biệt hiệu của con. Người chọn cho con tên gì? Phù Ly. Nó có ý nghĩa gì ạ? Phù chính là dấu hiệu của may mắn,
Ly là muốn nhắc nhở con, nếu như gặp điềm lành, nhất định không thể để điềm lành đó rời đi con. Con thỏ nằm tựa vào sofa, dùng máy tính bảng chơi tiêu tiêu lạc. Nhưng chính cái đuôi ủ rũ kia lại tiết lộ chân tướng là tâm tình của cậu giờ phút này không được tốt lắm. Nhưng mà cho dù như vậy, cậu vẫn kiên trì chơi game cả một buổi chiều, cho tới khi Trang Khanh làm xong bữa tối. Ngửi được thấy cái mùi đồ ăn thơm, Trang Khanh run run hai tay, để máy tính bảng sang một bên, nhảy từ sofa xuống. Trang Khanh nhìn thấy Phù Ly ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bày bát đũa lên, tức giận nghĩ thầm, không phải tâm tình không tốt sao? Tại sao tới giờ ăn tinh thần lại tốt như thế? Lại nhớ tới mình còn tránh ở nhà bếp, dùng điện thoại tra xem món ăn gì sẽ làm tâm tình trở nên tốt hơn. Trang Khanh liền cảm thấy đầu óc của mình đã bị nhiễm bệnh ngu ngốc của Phụ Ly rồi. Cái gì mà ăn cay, ăn ngọt, có mà chỉ cần ăn no là được rồi. Phụ Ly nằm ở trên ghế cả nửa ngày, thấy Trang Khanh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, tò mò mà hỏi. Còn chưa nấu cơm xong sao? Xong rồi. Trang Khanh muốn trào phúng mấy câu, nhưng lời đến bên miệng lại sửa thành. Có mấy món ăn rất cay, cậu có thể ăn không? Chúng ta đã ăn bao nhiêu khay tôm hùm đất cay cùng với nhau rồi, còn có cái thứ gì mà không thể ăn? Tôi cũng không có kén ăn. Phù Ly vẫy vẫy đuôi, cái đuôi giống như là bàn chải cọ tới cọ lui ở trên cái ghế nhựa. Đúng vậy, cậu không hề kén ăn một chút nào cả. Chẳng qua những cái thứ không thích ăn có hơi bị nhiều một chút mà thôi. Trang Khanh bị lời của cậu chọc cho cười, mang thức ăn từ ở nhà bếp lên, bày đầy một bàn. Có mấy món dùng cá tôm làm nguyên liệu, chính là còn đặt ở nơi gần Phù Ly nhất. Nhìn một bàn đồ ăn này, Phù Ly bị dọa ngốc, cậu biến thành hình người. Trang Tiểu Long, anh có tiền thưởng hả? Trang Khanh bày cái đĩa hoa quả cuối cùng lên, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy cái lời này của Phù Ly, mặt không chút biểu tình mà nói. Từ khi làm việc chung với mấy người, tôi đã rất lâu rồi chưa từng nhận tiền thưởng. Nghe thấy Trang Khanh đang châm biếm bọn họ, Phù Ly cũng không có giận, ngược lại còn nở nụ cười. Cảm ơn anh. Tuy rằng là miệng cứng hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng mà tim còn mềm hơn cả kẹo bông gòn. Cậu không cần phải nghĩ nhiều, cho dù cậu không có ở đây, tôi cũng sẽ ăn cơm như thế này. Trang Khanh cầm đũa lên gắp thức ăn, cố ý là gắp một con tôm vô cùng lớn ở trước mặt của Phù Ly. Nhưng lần này Phù Ly cũng không dành với anh, thậm chí còn chủ động chia cho anh mấy con. Trang Khanh đột nhiên có chút không quen, bóc tôm xong rồi, còn chưa chấm tương đã bỏ ngay vào miệng. Phù Ly không nhận ra cái thái độ này của anh, uống một cái cốc nước trái cây, nói với Trang Khanh. Trang Khanh, cảm ơn anh. Khóe môi của Trang Khanh run run, không có trả lời. Tuy rằng tôi không biết tại sao những trưởng bối tinh núi lại muốn lừa tôi, nhưng bọn họ đối xử với tôi rất là tốt. Phù Ly không động đũa, nhìn ánh trăng ở bên ngoài khung cửa sổ, suy nghĩ đã bay về 4.000 năm trước. Tựa hồ ngay từ nhỏ cậu đã hiểu được ngôn ngữ của vạn vật, cũng mở ra linh trí, được coi là sinh linh đã biết. Trước kia, không biết Bạch Viên trưởng lão có ý dẫn đường sai cho cậu, làm cho cậu hiểu lầm thân phận thật sự của các yêu tu ở trên núi. Đồng thời, sau khi cậu hiểu lầm, mọi người cứ dựa theo hình thức sinh hoạt, giống như cậu tưởng tượng. Giống như là bọn họ hy vọng cậu hiểu lầm thân phận của bọn họ. Phù Ly không hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy, nhưng cậu chỉ cần hiểu rõ tình cảm yêu mến của các trưởng bối dành cho cậu là thật, như vậy là đủ rồi. Mọi chuyện đều phải đuổi theo một đáp án, đôi khi kết quả lại không thể làm cho cậu vui vẻ được. Thứ bị phá hủy ở núi Vụ Ảnh chính là nút thắt ở trong lòng của cậu. Có lẽ khoảng thời gian quen biết nhiều yêu tu thú vị này làm cho cậu dần dần thoát ra khỏi cái sự bi thương về núi Vụ Ảnh. Cho nên khi nút thắt ấy được mở ra, khi nhìn thấy sự thật ở bên trong, cậu lại không hề oán giận hay thất vọng, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mọi người không phải vì trời sinh khiếm khuyết mà đều là thủy thú vạn vật kính trọng. Bạch Dương trưởng lão đã từng nói, khi cậu không còn chấp mê quá khứ, học được cách suy nghĩ, cũng chính là lúc cậu thật sự trưởng thành. Có lẽ khi phát hiện ra cái sự thật này, bên cạnh cậu có một người bạn tin cậy có thể dựa vào, năng lực thừa nhận của cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Bàn đầy đồ ăn nhiều hơn bình thường này chính là tâm ý của đối phương. Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt gà xé nhỏ xào cay. Thịt gà rất cay, cay đến mức cậu không thở nổi, thậm chí vành mắt còn nóng lên. Im lặng gắp vài miếng thịt gà cho vào miệng. Đầu lưỡi của Phù Ly giống như bị đốt cháy. Được rồi. Trang Khanh bỏ đũa xuống, lộ ra cái gương mặt hung thần ác sát. Một lúc sau, mới uể oải mà nói một câu, ăn chút gì khác đi.
Anh vươn tay để những cái món vô cùng cay sang một bên. Phù Ly sững sờ mình nhìn anh, đôi đũa đang giơ lên không trung, không hề nhúc nhích. Không phải trước kia cậu từng nói với tôi rằng khi khó chịu đừng cố chống đỡ hay sao? Trang Khanh rót cho cậu một cốc nước trái cây, đưa đến bên miệng cậu. Uống một ngụm đi. Phù Ly ngoan ngoãn uống một ngụm. Bị người thân nhất lừa, tâm tình không tốt là chuyện bình thường. Trang Khanh nhìn Phù Ly uống một ngụm nước trái cây rồi mới tiếp tục nói. Dáng vẻ tức giận còn đẹp hơn là dáng vẻ cố gắng chống đỡ. Phù Ly mím môi. Bạch Dương trưởng lão từng nói, yêu quái trưởng thành rồi phải tự học cách khống chế tốt cái cảm xúc của mình, cũng phải học cách có lý trí. Lý trí cái mông ấy. Trang Khanh mặc áo gì lê bê bên ngoài áo sơ mi, nói lời thô tục nhưng vẫn hết sức là cao quý như cũ. Gặp chuyện khó chịu còn không khó chịu, đó không gọi là trưởng thành, đó gọi là ngu ngốc. Thật sao? Phù Ly bất tri bất giác uống hết cái cốc nước trái cây. Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với con người và yêu tu. Tuy rằng tuổi không có lớn bằng cậu, nhưng luận từng trải sự đời thì 10 cậu cũng không bằng được một tôi. Trang Khanh buông cái cốc nước trái cây xuống, cúi đầu mà nhìn Phù Ly. Dù sao nơi này trừ tôi ra cũng không có sinh vật nào có thể nhìn thấy được. Cậu không vui thì không vui, muốn tức giận thì cứ tức giận. Tôi cũng không có hứng thú nói chuyện của cậu với các yêu quái khác. Nụ cười ở trên mặt của Phù Ly sụp đổ, cả người cậu giống như bong bóng bị xì hơi, chẳng chút tinh thần nào. Tôi không thể hiểu được tại sao bọn họ lại muốn lừa tôi. Đối với cậu mà nói, đó chính là những trưởng bối mà cậu tin tưởng nhất. Bắt đầu từ khi cậu có ý thức, bọn họ đã ở bên cạnh của cậu rồi. Là bọn họ dạy cho cậu pháp thuật, luyện đan. Là bọn họ dạy cho cậu đạo lý làm yêu quái. Là bọn họ nuôi dưỡng cậu lớn lên. Cho dù bọn họ nói với cậu, mặt trời mọc ở đằng Tây, chẳng qua là vì không khí của ngọn núi bọn họ bất thường, cho nên mới cảm thấy mặt trời mọc từ phía đông, cậu cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tất cả những thứ cậu có, tri thức, tu vi, trưởng thành đều là do bọn họ trao cho. Không có bọn họ, có lẽ không có Phù Ly của hiện tại. Cho nên cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng không nghĩ rằng bọn họ lại lừa cậu. Hơn nữa còn nói dối cậu, là lời nói dối này đã gieo xuống từ khi cậu đặt chân tới núi Vụ Ảnh. Không, không đúng. Bọn họ không hề lừa cậu, chỉ là cố gắng dẫn cậu hiểu lầm mà thôi, để cậu cho rằng chân thân của bọn họ cũng là những cái động vật rất là bình thường, là những động vật mà có thể tùy ý thấy được ở thế gian này. Trang Tiểu Long, nếu như yêu quái của cả ngọn núi đều không giống như trong tưởng tượng của tôi, vậy thân phận thật sự của bọn họ rốt cuộc là gì? Phù Ly cắn cắn môi. Có lẽ bọn họ không còn cách nào nữa mới cố ý dẫn sai đường cho tôi đúng không? Bọn họ có tốt với cậu không? Trang Khanh hỏi ngược lại. Phù Ly gật gật đầu. Không có yêu tu nào có thể tốt với tôi hơn là bọn họ. Nếu như đã như vậy, đợi sau này cậu tìm được bọn họ rồi, có thể trực tiếp hỏi bọn họ. Bây giờ một mình cậu ở đây suy nghĩ lung tung thì có tác dụng gì chứ? Trang Khanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Huống hồ tôi cảm thấy cậu nói đúng, có lẽ bản thân bọn họ cũng không còn cách nào khác. Anh nói như vậy, trong lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Phù Ly ngáp một cái, lui về thành một con thỏ, nằm thẳng lên ghế ăn mà ngủ mất. Nhìn thấy Phù Ly bất giác mà chìm vào giấc ngủ, Trang Khanh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng con thỏ mập mạp này, lo lắng trong lòng lại càng nặng hơn. Bây giờ trạng thái của Phù Ly vô cùng không thích hợp, yêu tu sao có thể nói ngủ là ngủ được. Nếu như gặp phải yêu quái xấu xa, nhân cơ hội này móc yêu đan của cậu ấy ra, cậu ấy phải làm thế nào? Yêu tu ở núi Vụ Ảnh thật sự là chịu hư cậu ấy quá rồi. Vươn tay ôm con thỏ vào khuỷu tay, Trang Khanh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, do dự một lát xoay người đi lên lầu. Phòng ngủ của anh rất là lớn, cũng rất là lộng lẫy. Quan trọng nhất là bên trong có trận pháp an toàn. Nếu như có yêu quái không hiểu biết xông vào, có thể sẽ chết ở trong trận. Đặt con thỏ lên trên giường, Trang Khanh đắp cho cậu một cái chiếc chăn nhỏ, khẽ thở dài. Tại sao một con rồng chưa đủ 2.000 tuổi như anh lại phải quan tâm tới con thỏ đã 4.000 tuổi này chứ? Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn Phù Ly đang ngủ say như chết, đi ra khỏi phòng. Có chuyện gì? Đầu bên kia là điện thoại của Sở Dư, nghe giọng của cậu thì có chút lo lắng. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Trang Khanh vuốt vuốt mũi. Có lẽ năm nay phong thủy không được tốt lắm, sao lại cứ liên tiếp xảy ra chuyện như thế này? Có hai yêu tu bị tà yêu không biết tên tập kích, máu toàn thân đều bị hút khô, trên người cũng chỉ còn lại một tầng da và khung xương.
Bây giờ, trên diễn đàn yêu tu đang tỏ ra hoảng hốt, rất nhiều yêu tu không dám ra ngoài, còn có một số yêu tu gan nhỏ đã chạy tới đại sảnh của ban quản lý chúng ta trải chiếu mà nằm rồi. Mấy năm gần đây, gần như là chưa từng xảy ra cái loại chuyện này. Trước đây, ngay cả Chu Yểm làm loạn cũng chỉ ăn người chứ không có xuống tay với yêu tu. Mọi người đã sống qua bao nhiêu ngày tháng bình an như thế, đột nhiên xảy ra cái chuyện này. Có yêu quái sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi. Thân phận của người chết là gì? Một người là hoa yêu quá thành chưa được bao lâu, một người là bán yêu tu vi trên 100 năm. Hai yêu tu này tu vi đều không cao, cho nên trên diễn đàn người yêu thấp thỏm lo âu cũng đều là những cái yêu tu có tu vi thấp. Người bị tình nghi có lẽ không phải là đại yêu có tu vi cao thâm, nếu như bọn họ muốn ăn yêu quái, tuyệt đối sẽ không chọn loại yêu quái như vậy. Trang Khanh lại nói tiếp, đi Yêu Minh lấy một chút tư liệu, xem những yêu quái nào có bản năng hút máu, lại tra xem gần đây có yêu quái nước ngoài nào nhập cảnh vào hay không. Không được bỏ qua bất cứ yêu quái nào khả nghi cả. Quan trọng nhất là gửi cảnh báo an toàn cho từng tu chân giả. Tôi lo lắng đối tượng của kẻ tình nghi không chỉ là yêu tu mà còn là nhân tu. Vâng, thưa lão đại, em lập tức đi làm ngay. Sở Dư cũng biết cái chuyện này không thể kéo dài, cũng không thể giấu được, không bằng tăng cường bảo vệ. Phía bên Yêu Minh mỗi năm đều lấy tiền trợ cấp của quốc gia, lần này sao cũng không thể lấy tiền mà không làm việc được. Ngắt điện thoại xong, Trang Khanh quay lại phòng, nhìn con thỏ ngủ như heo, viết một cái tờ giấy dán lên đầu con thỏ, rồi mới rời khỏi biệt thự. Con thỏ trên giường duỗi duỗi chân sau, dang tứ chi, ngủ thẳng chẳng có một chút lo lắng nào. Phù Ly nằm mơ thấy một cái giấc mơ đẹp. Trong mơ cậu được một thứ ấm áp dễ chịu nào đó bao quanh, bên cạnh có người đang khóc, đang cười, đang phẫn nộ, tất cả cảm xúc đều tụ lại ở trên người của cậu. Loại cảm xúc này cũng không mang lại quá phiền não cho cậu, ngược lại làm cho bản thân cậu càng thêm mạnh mẽ. Có người mặc váy da thú mà nói, hy vọng bộ lạc của bọn họ có thể tránh khỏi cái sự xâm nhập của băng tuyết mùa đông. Có một người phụ nữ gầy yếu, mặc quần áo rách, quỳ gối xuống bên cạnh căn nhà gạch, khẩn cầu trời xanh đừng mang con của cô ta đi. Còn có đứa trẻ đầu tóc gối bù, đứng trên đất đai khô cằn, khẩn cầu trời xanh ban cho cậu bé đồ ăn. Nhưng mà bộ lạc của những con người mặc váy da thú vẫn không thoát khỏi cái sự xâm nhập của băng tuyết mùa đông. Vô số người già và trẻ con bị chết cóng, ngay cả người đàn ông mặc váy da thú cuối cùng cũng bị vùi lấp ở trong tuyết. Trước khi anh ta chết còn trừng lớn hai mắt, dường như đang hỏi trời xanh tại sao lại muốn đoạt đi nhiều sinh mạng như vậy. Đứa con của người phụ nữ gầy gò cuối cùng cũng chết. Cô ôm tả lót khóc mắng trời xanh không có mắt, tại sao lại mang đứa con duy nhất của cô đi mất. Đứa trẻ đầu tóc rối bù bẩn thỉu cũng chết trong trận tuyết cuối cùng của mùa đông. Khi chết chân còn không có mang giày, gương mặt vừa khô vừa bẩn, mang thêm một cái sự không muốn rời xa sinh mạng. Cậu còn chưa nhìn thấy được mặt phồn hoa tươi đẹp của thế giới này, lại phải đau đớn chết đi trong mùa đông lạnh giá. Trời xanh không vì đám người mặc váy da thú này thành kính, người phụ nữ gầy gò đáng thương, đứa trẻ bất hạnh mà trở nên nhân từ. Mỗi ngày đều có vô số con người đau đớn mà chết đi, mỗi ngày lại có rất nhiều người cất tiếng khóc chào đời. Rất nhiều con người mắng trời xanh vô tình, cũng có rất nhiều người cảm ơn trời xanh phù hộ, nhân gian muôn vẻ, cuối cùng cũng không tránh thoát khỏi sống chết. Sống chết đều là duyên, không thể cưỡng cầu, người van cầu thì khổ, người thuận lợi thì có phúc. Một giọng nói u ám mờ mịt, thậm chí còn không phân biệt được nam hay là nữ, già hay trẻ vang lên bên tai của Phụ Ly. Cậu tò mò hỏi, là ai vậy? Không có âm thanh kia trả lời, chẳng qua chỉ là nhắc đi nhắc lại, không thể cưỡng cầu. Phù Ly mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà khảm đầy bảo thạch. Cậu lắc lắc đầu, trên đầu rơi xuống một cái mảnh giấy. Ban quản lý có việc xử lý, tôi qua đó trước, Trang Khanh. Phù Ly nhảy xuống giường, biến thành hình người, tự thực hiện bùa chú làm sạch với mình, rồi sau đó cũng vội vàng đi tới ban quản lý. Trong đại sảnh sau kết giới ở ban quản lý bày đầy liều trại. Bên ngoài, chó yêu cùng mèo yêu tranh giành địa bàn, thiếu chút nữa thì đánh nhau. Bên kia, vẹt yêu cùng sáo yêu miệng lưỡi thao thao bất tuyệt mắng chửi lẫn nhau. Hai con cá yêu vì thảo luận bình cá ai mang tới đẹp hơn, sau khi biến thành nguyên hình, quất đuôi lẫn nhau. Một con chuột bạch yêu vì tới muộn quá, bất đắc dĩ phải dựng lều bên cạnh một con mèo yêu, cậu ta sợ hãi mà toàn thân lại run lẩy bẩy.
khi bên cạnh cậu ta lại xuất hiện một con chó yêu, cậu lại hoàn toàn bị dọa biến về nguyên hình. Lại có hai hoa yêu đang tâng bốc đối phương nhưng lại ẩn chứa lời nói hạ thấp đối phương, khuôn mặt xinh đẹp, phong thái vô hạn. Côn Bằng và Công Phúc đi xuống, nhìn thấy bên dưới đầy đặc liều trướng, đủ loại yêu quái tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa còn có thể hòa bình sống chung với nhau. Nếu như đặt ở mấy nghìn năm trước, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Mèo yêu không ăn chuột yêu, rắn yêu cũng không ăn ếch yêu, sói yêu lại có thể xưng anh em với heo yêu cùng nhau đánh bài. Đây quả thật là kỳ tích. Ta thật không hiểu nổi thời thượng của tu chân giới bây giờ. Côn Bằng chỉ vào cái đôi tình nhân ngọt ngào ở góc phòng. Đó không phải là chồn yêu với gà yêu sao? Hai con vật đó mà có thể ở chung với nhau sao? Công Phúc nhìn chăm chú, hắn trợn mắt xem thường Côn Bằng. Không phải nói thời đại đang phát triển sao? Yêu giới đang tiến bộ sao? Hòa bình gắn bó với nhau như vậy, tốt biết bao. Hắn vừa nói xong câu này, dưới tầng đã vang lên tiếng cãi nhau. Thì ra là Chu Lộ đang cãi nhau cùng với một con nhện yêu. Cãi vô cùng kịch liệt. Những yêu quái bên cạnh nhìn thấy như vậy lộ ra biểu tình, quả nhiên là thế. Ân oán giữa Chu Lộ và con nhện yêu này cũng đã kéo dài mấy năm rồi. Năm đó sau khi Chu Lộ và con nhện yêu này xảy ra mâu thuẫn, liền cố ý hãm hại con nhện yêu này, nói rằng nhện yêu bắt giữ trái phép động vật được bảo vệ, làm hại cho con nhện yêu bị cảnh sát con người bắt nhốt mấy năm. Con nhện yêu kia biểu hiện rất là tốt ở trong ngục giam của con người. Khó khăn lắm mới đủ tháng thành công ra khỏi tù, bây giờ gặp được kẻ thù đáng xấu hổ Chu Lộ này, không ra tay đánh người, coi như hắn đã nhịn tốt lắm rồi. Hành vi cực phẩm của Chu Lộ đã sớm khiến cho không ít yêu quái ghét bỏ, cho nên sau khi xảy ra đấu khẩu, tất cả yêu tu đều đứng về phía nhận tin, Chu Lộ bị nhiều yêu quái công kích như vậy, tức giận đi ra khỏi đại sảnh. Động vật được bảo hộ thì giỏi lắm sao? Nếu không phải ông đây không tìm được chứng cứ mày hãm hại tao, tao đã sớm báo ban quản lý bắt mày lại rồi. Cục tức ở trong lòng con nhện yêu cuối cùng cũng bớt được đi một vài phần. Quả thật chính là phần tử cặn bã trong giới chim mà. Các yêu khác nghe như vậy cũng nhao nhao mà tới an ủi hắn. Còn có yêu quái nhét cho hắn không ít đồ ăn vặt. Nhện yêu cầm thịt khô thơm ngào ngạt, liếm liếm cái răng. Chu Lộ buồn rầu mà chạy ra bên ngoài, đụng phải Phù Ly đang chạy tới ban quản lý. Mày mọc mắt để làm gì thế? Dùng để chọc giận người khác sao? Chu Lộ bò từ dưới đất lên, mở miệng mắng. Nhưng khi hắn nhìn rõ cái người đụng mình là Phù Ly, thì giọng nói đột nhiên thấp xuống 8 độ. Hắn nhớ tới cái cảm giác sợ hãi khi bị Phù Ly đánh bay. Hừ một tiếng, Chu Lộ phủi phủi bụi đất dính ở trên người của mình, quay đầu rồi lại chạy đi. Phù Ly nhìn thấy ví tiền rơi dưới đất, cúi người nhặt lên, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trang Khanh, xác nhận là bây giờ không cần cậu giúp đỡ nên mới cầm ví đuổi theo. Tuy rằng con chim này không làm người khác thích nhưng nể mặt hắn là loài chim quốc bảo, cho nên cậu vẫn mang ví tiền mà tới đưa cho hắn. Để tránh xuất hiện tin tức, đường đường là một quốc bảo mà mua đồ không trả tiền ở trên báo của con người. Chu Lộ là yêu quái quan trọng mặt mũi, sao có thể chịu đựng được nhiều yêu quái khác nói hắn như vậy. Hắn chạy một mạch mấy chục km tới bờ sông mới dừng lại, nhặt đá cuội dưới chân ném xuống sông. Hắn có chút không cam lòng mà mắng. Thật không biết xấu hổ, ai cố ý hại hắn bị cảnh sát con người bắt đi. Rõ ràng là do con yêu quái kia tâm địa không đơn giản, thấy lông chim của hắn xinh đẹp mới bắt hắn lại, bán cho người khác có được hay không. Không ngờ rằng cái con nhện đó gặp yêu quái khác liền nói là hắn cố ý hãm hại. Thế gian sao lại có yêu quái vô sĩ như thế chứ? Còn có những cái yêu tu nói đỡ cho con nhện kia nữa, cũng đều là loại ngu xuẩn, tự mình cho là đúng, cũng không có nhìn xem đang giúp loại yêu quái như thế nào. Hắn đường đường là Chu Lộ, muốn báo thù một con nhện còn phải nhờ vào con người giúp hay sao? Tuy rằng cuối cùng quả thật phải dựa vào sự giúp đỡ của con người, hắn mới thoát được khỏi tay của con nhện yêu. Nhưng đó không quan trọng, quan trọng là hắn sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Hôm nay ánh nắng đẹp như thế này, sao anh lại ngắm cảnh ở đây một mình? Một người đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt đứng cách Chu Lộ không xa. Hắn tóc đen mắt xanh, ngũ quan rất rõ nét, tướng mạo vô cùng đẹp trai nhưng rõ ràng không giống con người của quốc gia này. Chu Lộ là một yêu quái có tính tình nóng nảy, nhìn thấy dáng dấp làm ra vẻ của người đàn ông này lại nói thẳng: ông đứng đây làm gì thì liên quan quái gì tới ngươi? Người đàn ông đẹp trai sững sờ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại nụ cười nhã nhặn. Anh đứng một mình ở đây không sợ gặp phải người xấu sao?
Chu Lộ liếc mắt xem thường. Cút! Ông đây dựa vào mỹ mạo tung hoành cả giới yêu, chỉ cần biến về nguyên hình có thể làm cho vô số con người quỳ xuống gọi bố, không cần phải lễ phép. Thái độ này của anh làm cho tôi rất là không vui. Mặt của người đàn ông đẹp trai trầm xuống vì tức giận mà đồng tử màu xanh ngọc bích càng thêm đậm màu. Vật nhỏ không nghe lời như vậy, ăn là được rồi. Con mẹ nó, mày thần kinh à? Chu Lộ nhăn mày, có biết ăn động vật được bảo vệ các quốc gia sẽ bị phán bao nhiêu năm tù không? Ông đàn ông mặc Âu phục nghe như vậy, ngược lại càng cười nhạo. Đã sớm nghe nói yêu tu quốc gia các anh được bảo vệ rất tốt, không ngờ rằng lại ngây thơ như thế. Nếu như tôi đã dám ăn anh, lẽ nào còn sợ luật pháp bảo vệ động vật hoang dã hay sao? Mày là yêu quái nước ngoài. Chu Lộ sinh ra cảnh giác, lùi mấy bước về phía bờ sông. Rõ ràng người đàn ông mặc Âu phục này biết rõ chân lý, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Hắn căn bản không phản ứng lời của Chu Lộ, đột nhiên giang hai tay ra, giống như là kẻ săn mồi đánh tới Chu Lộ. Trên người đối phương là có hơi thở khát máu, làm cho Chu Lộ nhớ tới lịch sử kinh hoàng khi năm đó hắn còn chưa quá hình. Suýt nữa thì đã bị một cái con chim ưng đực cào chết. Tuy rằng hốt quảng tránh được một đòn, nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt. Nghe nói cò năm màu rất là được sùng bái quốc gia các anh, là loài chim được con người tín nhiệm và sùng bái. Máu tươi nhất định sẽ rất ngon. Người đàn ông mặc Âu phục thấy Chu Lộ tránh được một chiêu, cũng không có tức giận, ngược lại còn cởi áo khoác ngoài ra. Con mồi thông minh cũng sẽ làm tăng vị giác. Chu Lộ nhớ tới hai con yêu quái đã bị hút máu khô ở gần đây. Tuy rằng tu vi của bọn họ không cao, nhưng một người là hoa yêu bản thể là hoa quỳnh, một người là yêu quái lai nửa người nửa cá, hình như có huyết mạch cá chép. Con người là loại sinh vật rất kỳ quái. Nội tâm bọn họ đã không thờ phụng thần quỷ, nhưng lại tin tưởng rằng nhìn thấy hoa quỳnh nở rộ có thể mang tới vận may cho bọn họ. Nuôi cá chép ở trong nhà nhất định có thể thu tiền tài vào nhà. Còn yêu quái ngoại quốc mà ăn thịt bọn họ, một phần là vì tu vi của bọn họ thấp, còn lại sợ nguyên nhân lớn hơn là do nguyên hình của bọn họ có ý nghĩa đặc biệt. Hai người làm gì đó? Hai người đàn ông cơ thể rắn chắc, mùa thu còn mặc quần áo thể thao ngắn tay, chạy từ bên đê lên, nhìn không khí dương cung bạc kiếm giữa Chu Lộ và người đàn ông mặc Âu phục. Người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xám, dùng khăn thấm mồ hôi, vắt lên cổ lao lao mặt. Thành phố chúng ta là thành phố văn minh, không được phép đánh nhau. Anh ta vén tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc có hình xăm, ý đồ dọa hai người. Hai con người. Người đàn ông mặc Âu phục nhíu mày, con mắt xanh lam của hắn quét qua mồ hôi trên ba cơ bắp của hai người, lộ ra cái vẻ ghét bỏ. Loại đàn ông trung niên đầy mồ hôi lại phơi nắng đen thui này là đồ ăn mà hắn ghét nhất. Máu của bọn họ rất hôi. Cút đi, đừng có ở đây mà xen vào việc của người khác. Trong mắt của người đàn ông mặc Âu phục hiện lên ánh sáng đỏ. Biết hai anh đây là tới từ đâu không? Người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xám nháy mắt không vui. Anh ta cởi áo ra, hai tay nắm chặt, rung cơ bụng khoe cái vũ lực của bản thân mình. Người còn lại nhân cơ hội lấy cái điện thoại ra báo cảnh sát. Ngu xuẩn! Người đàn ông mặc Âu phục vung tay lên. Trên hai thân người đàn ông cơ bắp xuất hiện một cái sợi dây thừng không nhìn thấy, kéo hai người bọn họ tới trước mặt của người đàn ông mặc Âu phục. Tôi ghét nhất chính là bị người khác cắt ngang ham muốn dùng bữa của tôi. Người đàn ông mặc Âu phục khinh thường liếc mắt mà nhìn hai người đàn ông kia một cái, quay đầu nhìn lại Châu Lộ, duỗi tay ra vô cùng dễ dàng nắm được cổ của Châu Lộ. Những yêu quái ở vùng đất phương đông của các ngươi thật sự chẳng có năng lực gì, muốn hủy diệt các ngươi còn dễ hơn phơi nắng. Tuy rằng người đàn ông mặc Âu phục có tướng mạo khôi ngô, nhưng động tác ở trên tay chẳng hề có chút nhã nhặn nào. Hắn tấm tóc Chu Lộ, vạch vai của Chu Lộ ra, chuẩn bị cắn đứt cổ của Chu Lộ. Giây tiếp theo, hắn bị một cái sức lực đá bay ra ngoài. Hai người đàn ông cơ bắp nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục làm ra vẻ kia bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa còn bay cao quá 7-8 mét, bọn họ bất giác mà há to miệng. Đây là hiện trường quay phim võ hiệp kinh phí thấp phải không? Tại sao lại có người có thể đá bay một người đàn ông trưởng thành bay cao như vậy? Rất nguy hiểm đấy. Bọn họ nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện kia, nhân sinh quan lung lay sắp sụp đổ. Chu Lộ cho rằng bản thân mình chết chắc rồi. Nhìn yêu quái đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, há to miệng ho khan vài tiếng, nhưng không nói được câu nào. Lữ khách từ xa tới đây phải tiếp đón hiện tình mới là đạo đại khách.
Nhưng có câu khách phải thuận theo sự sắp xếp của chủ. Trên mảnh đất phương Đông này của chúng tôi không cho phép phát sinh những cái hành vi ăn yêu quái này. Phù Ly xách theo Chu Lộ quang sang một bên. Quý khách đã làm trái với pháp luật của ban quản lý chúng tôi. Mời quý khách theo tôi một chuyến. Ngươi là cái thứ gì? Faren là thân vương huyết tộc xuất thân cao quý, đã sống hơn nghìn năm. Hắn thậm chí có thể không sợ ánh mặt trời cùng những cái vật làm bằng bạc. Hơn nữa, cũng có cái sự giàu có mà rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được. Phù Ly nhìn xuyên được thân phận của Faren, chẳng qua cũng chỉ là máu lai giữa con người và dơi. Chân tay không được tốt, tu vi cũng không mấy cao thâm, cho nên cậu không hiểu tại sao cái con yêu quái nước ngoài này lại ngạo mạn như thế. Lẽ nào bắt nạt vài tiểu yêu ở yêu giới liền tự cảm thấy mình thiên hạ vô địch hay sao? Nếu như quý khách không chịu phối hợp điều tra, vậy tôi chỉ có thể không khách khí nữa. Phù Ly vươn một tay ra, tay còn lại vẫn đặt ở phía sau lưng. Anh có ý đồ làm hại động vật bảo vệ các quốc gia của chúng tôi, không chỉ vi phạm pháp luật ở tu chân giới, đồng thời cũng vi phạm luật pháp ở nhân gian, hơn nữa còn không chịu nhận tội, tính chất vô cùng tồi tệ. Hai người đàn ông cơ bắp nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục ra cái vẻ ta đây, nghiêng ngả từ ở trên cao xuống, lại chẳng hề hấn gì, cảm thấy cái chuyện này ngày hôm nay vô cùng bất thường. Tuy rằng bình thường bọn họ cũng thích chém gió, nhưng mấy câu nói như là ai không nghe lời sẽ đá bay người đó. Nhưng nhìn thấy sự thật là đá bay còn có chút đáng sợ. Nhưng khi bọn họ nghe được cái gì mà tu chân giới, nhân gian giới gì đó, bọn họ thấy là bản thân của mình hình như là không cẩn thận chạm vào cái ranh giới của một cái thế giới thần bí nào đó. Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn bắt tôi sao? Faren khinh thường cười lạnh. Đúng là nực cười, còn không có tu vi mà còn đòi bắt tôi. Chu Lộ bị xách ra bên cạnh nghe thấy lời này, mắng một câu ngu ngốc. Phù Ly không có tu vi, nói ra cái lời này cả tu chân giới đều buồn cười. Bây giờ có ai không biết con thỏ tinh này nhìn ôn hòa vô hại, nhưng khi đánh yêu quái lại có pháp lực vô hạn. Cả tu chân giới chẳng ai muốn đắc tội với ông lớn này cả. Rất nhanh, Faren đã vì cái câu nói của mình mà trả giá. Hắn bị một tát bay vào trong nước. Không, hắn ghét nước. Faren đạp vào nước muốn nổi lên, nhưng vừa mới bay lên nữa thì đã bị Phù Ly đạp lại xuống nước. Lão đại, người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xám dụi dụi mắt. Ban nãy cái người kia rơi xuống nước thế nào đấy? Người đàn ông mặc áo màu đen ngồi ngay ngắn, biểu tình vì quá kinh ngạc nên đã chẳng còn thêm biểu tình gì khác. À, bay qua đó. Con người sao có thể bay? Không thể nào. Người đàn ông cơ bắp mặc áo màu xám gào thét ở trong lòng. Nhưng anh ta lại giật giật cái cơ mặt của mình, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên không trung. Có lẽ là tôi đang nằm mơ. Người đàn ông cơ bắp mặc áo màu đen sụ mặt mà nói. Có lẽ chú nên nghĩ một chút, khi nào chúng ta bị giết người diệt khẩu không?